Sáng ngày 9 tháng 10, Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội thông báo đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo bán thuốc nam qua mạng, bắt giữ 15 đối tượng liên quan. Theo điều tra, đầu năm 2023, Trần Huy Hoàng, 22 tuổi, huyện Ba Vì và Dương Quốc Lập, 26 tuổi, huyện Bình Lục, Hà Nam, quen biết nhau khi làm cùng công ty bán thuốc nam ở Hà Nội. Nhận thấy nhu cầu mua thuốc nam tăng cao, cả hai đã giả danh một sư thầy ở đồng nai để bán các sản phẩm tự chế. Hoàng thuê nhà tại đường Phú Mỹ, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì làm văn phòng, còn lập phụ trách quảng cáo và tư vấn qua Facebook, đồng thời điều hành nhóm bán hàng trên Telegram. Nhóm này phân công người thu mua nguyên liệu và giao hàng cho khách. Các sản phẩm thuốc nam chế biến từ cây sung nước, cây xấu hổ, lá lốt, v.v. có giá nhập chỉ từ 17.000 đến 25.000 đồng một hộp, nhưng được bán ra với giá từ 250.000 đến 300.000 đồng một hộp. Qua điều tra ban đầu, Cơ quan chức năng xác định nhóm này đã giao hơn 1.400 đơn hàng, tổng giá trị khoảng 2,8 tỷ đồng.